Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc để tranh thủ cơ hội toàn cầu. Ngày 23 tháng 8, VOA tiếng Việt bình luận, cuộc gặp Tô Lâm, Tập Cận Bình cho thấy chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc. VOA cho biết, theo các nhà phân tích, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tô Tổng tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược mà Hà Nội dành cho Bắc Kinh khi cân bằng sự thay đổi chuỗi cung ứng của cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 21 tháng 8 rằng ông Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy một thế giới đa cực, bình đẳng và có trật tự, cũng như một nền kinh tế toàn cầu hóa có lợi và bao trùm cho tất cả mọi người. Trong chuyến thăm, hai quốc gia đã ra tuyên bố chung nhất trí mở rộng quan hệ song phương bao gồm cả thương mại. Ngày 19 tháng 8, ông Tập và ông Tô Lâm đã ký 14 văn bản, trong đó có các văn bản về hợp tác công nghiệp và tài chính. VOA nhắc lại, Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, trong khi Trung Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên mức đó vào năm 2009. Đầu tư từ Trung Quốc và Hồng Kông vào Việt Nam đã vượt quá 8,2 tỷ đô la vào năm 2023, cho hơn 6.600 dự án. Ngược lại, đầu tư từ Hoa Kỳ chiếm 500 triệu đô la trong cùng năm. Tuy nhiên, VOA nhận xét các con số trên có thể thay đổi vì trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành địa điểm hàng đầu cho các công ty Hoa Kỳ khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc di dời chuỗi cung ứng sản xuất của họ khỏi Trung Quốc. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 19 tháng 8. Theo VOA, các công ty Hoa Kỳ đã hành động để bảo vệ chống lại sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là kể từ đại dịch COVID-19, cũng như bảo vệ khỏi các hoạt động kinh tế cưỡng ép của Bắc Kinh mà các nước G7 đã tuyên bố chống lại trong hai năm qua. Sự thay đổi chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và phương Tây đã thúc đẩy Trung Quốc sắp xếp lại mạng lưới chuỗi cung ứng sản xuất của mình sang Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm do Việt Nam sản xuất vẫn có chứa các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc, ngày càng bị Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ. VOA cũng cho biết vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ đã xác định rằng các nhà sản xuất tấm pin mặt trời ở các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, đã lách lực thương mại của Hoa Kỳ bằng cách xuất khẩu các sản phẩm có chứa vật liệu với nguồn gốc từ Trung Quốc. Các nhà phân tích nhận định rằng sự phụ thuộc lớn của Việt Nam vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, chẳng hạn như thép, nhựa và linh kiện điện tử quan trọng để sản xuất thành phẩm có thể gây ra rủi ro cho nền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình doanh nghiệp Trung Quốc liên tục công bố dự án trăm triệu đô la Mỹ vào ngành pin năng lượng mặt trời của Việt Nam. VOA dẫn lời ông Shay Wester, giám đốc bộ phận kinh tế châu Á tại Viện Chính sách Xã hội châu Á từ Úc cho biết động lực thương mại này đã làm gia tăng thâm hộp thương mại của Việt Nam với Trung Quốc lên 50 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần 50% trong 5 năm qua. Điều này làm nổ bật sự phức tạp của quá trình công nghiệp quá nhanh chóng của Việt Nam, nơi mà sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã được thúc đẩy bởi và vẫn gắn chặt với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. VOA cũng nhắc lại mối quan ngại về nhân quyền có thể tác động đến quyết định của Hoa Kỳ khi từ chối công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Đầu tháng 8 năm 2024, khi đưa ra quyết định chưa đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh tế phi thị trường, Hoa Kỳ cho biết sự tham gia của chính phủ Việt Nam vào nền kinh tế đã làm biến dạng giá cả và chi phí theo những cách bất lợi cho Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc để tranh thủ cơ hội toàn cầu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngày 26 tháng 8, Nguyễn Hòa Bình sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thường trực. Ngày 23 tháng 8, báo chí trong nước đưa tin, Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 26 tháng 8 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo tin rò rỉ từ trong nội bộ, tại cuộc họp bất thường nêu trên, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giữ chức Phó Thủ tướng thường trực. Và đây là hình Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc. Vị trí chánh án tòa án nhân dân tối cao sẽ được quốc hội giao cho ông Lê Minh Trí sau khi ông Trí thôi chức viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Xin nhắc lại, cách đây 10 ngày, ngày 13 tháng 8, thời báo chấm D đã đưa tin như sau. Tối ngày 11 tháng 8, chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có điện thoại và báo tin cho Nguyễn Xuân Phúc biết là mình có tên trong danh sách được chọn vào chức danh phó thủ tướng nếu vào được sẽ có cơ hội phát triển và bảo vệ Phúc. Được biết, trước đây Nguyễn Hòa Bình là đệ ruột của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Hòa Bình xuất thân từ công an, mang hàm, thiếu tướng. Vợ chồng Phúc trong đêm xin qua nhà Bình ngay, nhưng Bình nói thời điểm này nhạy cảm không nên gặp trong lúc này. Cuối cùng, Phúc ủy nhiệm cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu gặp riêng Phùng Thị Hà, tức vợ Nguyễn Hòa Bình, biếu 11 triệu đô la Mỹ để Bình lo lót việc lên chức phó thủ tướng. Và liệu rằng vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Thị Hà có cứu thoát được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu hay không? Và đây là hình một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam khóa 15. Tại cuộc họp bất thường nêu trên, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng nữa. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giữ chức phó thủ tướng. Vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được Quốc hội giao cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa sau khi ông này rời khỏi ghế bí thư Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ giữ chức phó thủ tướng. Như vậy, ông Bùi Thanh Sơn sẽ là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai bộ trưởng. Bí thư tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế ông Đặng Quốc Khánh đã làm đơn xin thôi từ ngày 3 tháng 8. Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kế nhiệm ông Lê Thành Long ông Long lên làm phó thủ tướng từ ngày 6 tháng 6. Tất cả những nhân sự kể trên đều đã được quyết định trong hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương vào ngày 16 tháng 8. Như vậy, việc ông Nguyễn Hòa Bình trở thành phó thủ tướng thường trực đã được thông qua. Về vợ chồng Nguyễn Hòa Bình, Phùng Thị Hà, trong bản tin trước, thời báo d đã nói rõ cặp vợ chồng này quá tai tiếng với khói bất động sản khủng, chìm nổi ở Hà Nội và ở quê quán Quảng Ngãi. Và đây là hình bà Phùng Thị Hà, vợ ông Nguyễn Hòa Bình thường xuyên bắt nhân viên của chồng tháp tùng. Bà Hà lợi dụng chức danh của chồng để mua bán công lý. Về Nguyễn Hòa Bình thì có những chứng cớ cho thấy ông Bình gian lận tuổi, khai giảm bớt 5 tuổi để đủ tuổi cơ cấu vào ban chấp hành trung ương và vào bộ chính trị. Cặp vợ chồng này rất quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào mà tất cả được quản lý bởi những người thân tính bên xuôi gia với gia đình là ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953, tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh, hạt giống đỏ của vợ chồng Bình Hà. Nguyễn Anh Tuấn hiện đang là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tuy sở hữu một khối tài sản khổng lồ, nhưng với bản tính tham lam, bà Hà ăn không chừa một thứ gì, từ lớn đến nhỏ, kể cả những thứ vụn vặt. Hiện nay, đa số các nhà mặt phố Nguyễn Du, hai bà Trưng tại Hà Nội, đều do bà Hà vung tiền thâu tóm và cho thuê lại Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngày 26 tháng 8, Nguyễn Hòa Bình sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.